dụ ở trong bệnh lý tiêu hóa ha. Rồi, như vậy thì theo hệ cơ quan mình có ống tiêu hóa, có tuyến tiêu hóa và phương pháp thăm dò. À, mình có là thăm dò nhu động, thăm dò khả năng bài tiết, thăm dò khả năng hấp thu, ví dụ như là thăm dò cái nhu động của bàng quang chẳng hạn, thăm dò cái nhu động của ruột hoặc thăm dò nhu động co bóp của túi mật thì người ta gọi là theo chức năng. Còn theo hình ảnh thì mình có CT, X-quang, siêu âm, MRI, nội soi, hiểu chưa? Và theo nguyên nhân thì người ta sinh thiết, à, được chưa? Người ta lấy máu xét nghiệm hoặc là phát hiện ra những mắc cơ, những cái mắc cơ ung thư ha. Rồi. Như vậy xét nghiệm thế nào? Mình có nội soi nè, X-quang cản quang, siêu âm bụng, X-quang ngực không chuẩn bị, CT bụng và cổng hưởng từ hay còn gọi là MRI, hiểu chưa? Rồi mình sẽ có ha. Như vậy đây là hình ảnh nội soi. Đúng rồi, nội soi. Thì nội soi mình sẽ có hai đường để đi. Nội soi ở dạ dày hoặc là nội soi vùng hậu môn trực tràng. À, và nếu nội soi dạ dày mình sẽ có hai đường để vào, đó là qua mũi hoặc là qua miệng. À, rồi hiện nay thì có những cái ưu thế là ống soi nó sẽ mềm hơn, nó đỡ đau hơn ngày xưa. Và bây giờ có thậm chí có những cái mình sẽ soi qua hình thức mà bệnh nhân sẽ được gây mê thì bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau đó. À, rồi như vậy thì cái này nó sẽ gắn trực tiếp với lại một cái màn hình. Mình sẽ coi trực tiếp luôn từ vùng hậu họng cho đến cái dạ dày xem coi nó có bị tổn thương ở bất kỳ chỗ nào từ thực quản cho đến dạ dày. Có loét hay không, có u hay không, và ngoài ra người ta có thể bấm sinh thiết ngay tại cái chỗ đó luôn và đi xét nghiệm. Được chưa? Rồi ha. Đây. Đây là cái đoạn này. Mình thấy nè. Được chưa? Đây có cái camera nè, được chưa? Có cái đèn nè và một cái lỗ mình có thể đi theo. Được chưa? Ha. Rồi. Đây. Rõ ràng nhìn thấy một vết loét đúng chưa? Và người ta mô phỏng, người ta chụp được đây. Thì đó là cái hình ảnh của nội soi dạ dày. Được chưa? Nội soi ha. Và người ta mô tả được luôn bờ cong lớn, bờ cong bé nó như thế nào. Được ha. Và rõ ràng mình nhìn một lần nữa mới thấy rõ ràng trong dạ dày của mình niêm mạc nó phải bọc ướt, đúng không? Nó có cái dịch. Được chưa? Ha. Rồi. Đây. Qua được luôn cả môn vị, đúng không? Và mình đi đến cái đoạn của tá hậu tràng luôn, đúng chưa? Rồi chỗ này phát hiện ra một cái vết loét, được chưa? Ha, đây vết loét nè, được chưa? Đau nha, bệnh nhân rất là đau và đôi khi cái vết loét này nó làm tổn thương, nó chảy máu rỉ rả ra ngoài á, bệnh nhân có bị mất máu ngoài mà không nhận ra, được chưa? Rồi, đây, được chưa? Đây là hình ảnh của chụp X-quang có cản quang, có nghĩa là sẽ cho bệnh nhân uống cái thuốc cản quang vô. Và những cái thuốc đó, nó sẽ ứ đọng lại. Được chưa? Và khi nó ứ đọng thì chỗ này nó hình thành hình ảnh của vết loét này, nó đậm màu hơn. Còn và tương ứng đó khi tôi soi tôi thấy nó nằm ngay chỗ này. Được chưa? Nên đó là hình ảnh của X-quang nè. Thay vì mình nội soi sợ quá cái mình uống cản quang vô. À, nhưng mà đâu phải ai cũng được uống được cản quang đâu. Có những người họ bị dị ứng với thành phần thuốc đó hoặc là cơ thể không chịu được thì sao? Không được uống thì bắt buộc phải làm hình ảnh khác. À, rồi. Nên nội soi hay là chụp X-quang vị, thật ra người ta nói vậy nè. Một cái nội soi là quan sát trực tiếp, nhưng X-quang là quan sát gián tiếp. Như vậy cái trực tiếp nó vẫn rõ ràng hơn, đúng không ạ? Rồi, như vậy viêm loét thì nên nội soi. Còn X-quang thì ta không dám chắc, tại vì nó 50-50. Rồi, còn nếu lấy mẫu mô xe xét nghiệm thì chắc chắn phải nội soi thôi. Thì qua đó mình mới bấm cái miếng sinh thiết được, mình đi xét nghiệm. Còn X-quang sao bấm được. Rồi, mức độ gây khó chịu tất nhiên cái thằng trực tiếp nó sẽ khó chịu nhiều hơn. Được chưa? Và bệnh nặng thì mình thấy là chụp X-quang có nghĩa là những cái nghi ngờ như bị ung thư chẳng hạn. Đôi khi chụp X-quang cản quang nó ra hình ảnh, những cái hình ảnh nó rõ ràng hơn. Được chưa? À, rồi. Tại vì nội soi á, đôi khi có những cái chỗ mà nó gấp lại á mọi người, cái camera nó không tới được. Được chưa? À, nhưng mà cái mình uống thuốc mà dịch thì chỗ nào nó cũng len lại được hết. À, rồi. Rồi, các dấu hiệu cần phải thăm dò sớm thì ở đây mình tham khảo thôi nha. À, đặc biệt những người nào mà có nuốt nè, trên 35 tuổi mà sụt cân á, thiếu máu thì nên đi tầm soát ha, các bạn tham khảo không? Rồi, gì đây ạ? HB. À, HB. Con này bây giờ quen không? Quen. Sợ. Mà cô hỏi, có phải ai bị mới có hay là mỗi người đều có? Mỗi người đều có. Bên này nghe có láng tháng là có, dưới kia lắc đầu, dưới đất nói có, thì thật ra ai cũng có. Mỗi người đều có vài con xương xương. Nhưng mà làm sao nó sẽ gây bệnh khi nó đủ số lượng, đủ cái lượng độc tố nó sẽ gây bệnh. Được chưa? Chưa kể, người Việt Nam mình là thói quen sẽ là
Đúng ạ. Thì thật ra cái chuyện mà mình bị có là chuyện bình thường, nhưng khi bị bệnh thì nó phải có cái lượng nó nhiều hơn ha. Rồi bỏ qua hai cái ông phát hiện ra đi. Tại hai ông này á là ông đạt giải Nobel về cái này rồi. Khi mà ông muốn tìm được con này là có một ông, ông chấp nhận ông uống cái con đó vô để ông bị bệnh, và cái người còn lại á là sẽ theo dõi và điều trị. Phải hy sinh như vậy. Tại vì sao? Tại vì ngày xưa không nuôi cấy được, còn bây giờ mình có cái môi trường thật á, nó rất là giàu dinh dưỡng, cấy rất dễ, nhưng ngày xưa không có đủ điều kiện thì ông phải hy sinh. Ông nào uống gì cô? Không nhớ là một trong hai thì như ông Maso đi phải. Rồi ông kia thì sẽ là người bạn để coi. Thì nó đều thải ra đường phân đó. Được
chưa? Rồi, đặc biệt là ung thư đại tràng. Đây là cái phát hiện sớm, tầm soát ung thư đại tràng. Rồi, kết quả của các chương trình tầm soát trong cộng đồng thì thấy là có tới 2-6% dương tính, có nghĩa là cái kết quả này có thể tin tưởng được. Rồi, chữ carcinoma mọi người, tức là nói về cái ung thư. Adenoma cũng là cái ung thư, nhưng mà một cái thì nó là u tuyến, cái thì nó tổn thương cái dạng khác, thì nó trúng lại là ung thư hết á, nhưng mà nó là tên khác nhau thôi. Rồi, như vậy thì có rất nhiều cái bộ kit, tức là có cái chất này vô trong phân có máu thì nó sẽ nhảy lên và mình sẽ biết được có hay là không. Rồi, như vậy thì mình sẽ có những cái ưu tiên, xin lỗi, có những cái quy tắc, tức là trước khi làm cái này mình phải tôn trọng mà không được sử dụng vitamin C, không uống viên sắt, aspirin, NSAID, thịt đỏ và các loại rau đỏ mà có chứa những cái men này, bởi vì nó sẽ làm cho kết quả của mình dương tính giả. Được chưa? Rồi, xét nghiệm tất cả các mẫu trong phân trong vòng 4 ngày. Tức là mình để tránh những cái sai sót không đáng có. Rồi, mỗi lần đi tiêu thì lấy mẫu phân từ hai chỗ khác nhau. Được chưa? Rồi, tức là trong cái mẫu phân đó mình sẽ lấy vị trí khác nhau. Rồi, và đừng để cho phân đen là xét nghiệm bị khô, nếu như khô nó không có ý nghĩa nữa. Rồi, đó là cái phần mà máu ẩn. Rồi, vậy thôi đó. Tức là mình nói về sơ một chút xíu về trong cái phần là mình soi và mình lấy xét nghiệm phân. Được chưa? Rồi, vậy thôi. Rồi, các anh chị nghỉ giải lao chút xíu.